Hello, hello, hello cả nhà hello. Welcome back. Chào mừng quý vị quay trở lại với Nhung Phan Cuộc Sống Mỹ. Chương trình bữa nay mình đi dây cable với cái dây điện thoại để vô nhà. Chạy nguyên cái lần này cái nan giải giờ phải đục cái lỗ dưới cái nền này chạy qua đây. Cái đó hơi cực. Chạy lên đây, chạy lên hộp điện. Cộng chạy vô cái control, cộng chạy lên cái hộp này. Ly. Đất ở đây nó cứng như sạn vậy đó. Quý vị ơi, cứng thiệt là cứng luôn. Đất ở tất xịt nó dạng như đất thịt. Đất thịt nè. Cứng lắm. Lũng chưa đây mà xây ngọt quá đây. Hai. Thâu quá rồi đó. Rồi tới rồi. Lú ra nè. Thấy không? Lú ra rồi. Mô Phật. Lũng rồi. Ok, con dây này nó vô đây. Chạy lên hộp này. Đây là điện chính vô nhà mình luôn đó. Con dây này lát sẽ lâu hang này, nó vô cái rảnh này tối mình đào nè. Rồi dài ra đây. Dần qua đây. Đây, chạy qua đây cái dặn đây cái ba cái valve chính của hổm mình coi nè, ba cái van chính đó. Ở đây cái để mình có cái sự cố mình tắt nó nằm đây, cái van tắt mở nằm đó, có sự cố mình tắt ở đây khỏi phải tắt lần trước, nhưng mà cái van chính cái này nằm đây. Oh my god. Này. Này nó nằm dưới nước vậy đó. Bây giờ khô nhưng mà không muốn có nước nó nằm dưới ẩm ướt vậy. Flow 1 2 3. Phá nó bước đẩy lại nè. Foot hot. Ở đây. Đây cái valve setup nữa nè. Cái này chặn. Chạy vô đây cái dò dặn. Dặn qua đây. Giờ chạy cái ống chính nữa nè. Ống 1 inch này chạy xuống là ống chính. Còn ống 3 phần 4 là để phun. Phun cặp mé này. Giờ anh mình kêu anh đang đi cái ống chính đó. Chingon. Yeah. Hello cả nhà. Yeah. Yeah. Chingon here. Chingon a key. Chingon one, Chingon two. Yeah. We had two Chingon here.
Not a chingon one hand, no come today. It's all right, he's sick, so it's all right, we can get it done. Hopefully. Sau cây ra mé này mình coi mé này mình khiêng cho hết rồi. Cái cặp mé cây ở ngoài đó quý vị thấy không? Mình khiêng vô hết rồi, toàn bộ nằm dưới này. Vẫn chưa chính thức cây nào nằm chỗ nào. Chắc ba cái ba lối này, một hai, ba lối nhỏ này thì là nhãn, mãng cầu với nhãn, mãng cầu với còn cây nữa quên, trời ơi, già rồi, lẫn lộn, cái sabu chê. And, cây này là con không xuống đất được, cây ở cốc này không có chỗ để cốc. Tất cả những cây kia vẫn còn trong chậu, những cây như là nhãn, mãng cầu, sabu chê thì xuống, sẽ là nguyên cái rừng luôn. Nhưng mình nói đó quý vị, cái này mình so với ở Việt Nam chắc người ta coi, người ta nói của mình nhỏ, đúng rồi. Cái cực là bên này trồng thì được, trồng được rồi cho nó có trái được, mà như trong chậu thôi. Cái khó nhất là mình đem ra đem vô, cái thử thách khó nhất nữa là cái những cây này mà sống được mùa đông ở bên này. Ở đây khác với bên Việt Nam nhiều lắm, khí hậu bên đây khắc nghiệt lắm quý vị. Có thể một đêm thôi là nguyên cái rừng này chết hết, tại đây là những cây nhiệt đới không à. Cái khó của nó là mình làm sao để cho nó sống được mùa đông ở bên này mà vẫn có trái. Cái đặc điểm khó nhất của mình đang sửa bị chơi là vậy. Thứ hai nữa, mình chỉ quay vòng ở trong khu vực mình có, chỉ có mấy anh em nữa yêu cầu mình quay ra ngoài, quay ra rộng rãi thêm, nhưng mà chưa có thời gian quý vị. Sẽ làm lớn ra và mình có thời gian mình sẽ đi vòng mình quay, nhưng mà hiện tại mình quay những cái gì mình có với bận rộn. Còn những người khác người ta quay được là tại người ta làm full time job, người ta đi quay cả ngày, người ta có điều kiện hơn, thì mình chỉ làm những cái gì mình có thể làm thôi. Ngồi đếm từ cái view, từ cái đăng ký, từ cái subscribe, từ cái đăng ký, ngồi coi view từ cái một, hồi hộp lắm quý vị, thấy nôn. Của người ta 3 triệu, của mình được có 30 à, mình cũng vui, không có gì nản hết, tại mình mới bắt đầu làm. Cảm ơn quý vị ủng hộ rất là nhiều. Nếu mà không có quý vị ủng hộ, mình không có đứng đây nói đâu quý vị. Thank you very much. Cái này cái chia sẻ để mình trao đổi thôi, chứ cũng không muốn hơn ai thua ai gì đâu. Cái này là cái kinh nghiệm mình có thôi quý vị. Nhưng mà để coi năm nay cái, tất cả những cây này mà nó sống được mùa mà có trái nữa là mình thành công đó. Nhà kho về rồi, cái greenhouse thì đang ship. Chắc nay mai nữa về đó, nguyên cái vàng, cái sườn có greenhouse lên, hệ thống tưới cỏ có thể ngày nay ngày mai là xong rồi đó. Nãy mình đào đi cái ống dây điện nữa là có thể kết thúc á, câu dây vô cái bộ control nữa là rồi. Sari nó rất là đơn giản, dễ trồng quý vị, đâu có gì đâu khó, nước đầy đủ là có trái thôi. Nhưng mà ở đây nè, thấy không, trái xanh nè, ba trái, hai trái, năm trái. Đây là những cây giờ nó xanh vậy chứ là nay mai là nó tím liền, đỏ liền. Đây nè, ba trái, hai trái, lẹ lắm. Rồi bông sắp ra nữa nè, bông đang ra nữa. Chứ có cái mẹo nữa, nếu mà nó không chịu ra trái nữa là quý vị có thêm một lần nữa là nhỏ mình trong cái video trước mình có nói đó, cạo cái vỏ nó đây nè, thấy không, dấu cạo vỏ còn nè. Mình cạo cái lớp xanh vỏ ngoài đi. Người ta nói cái mẹo là cái cây mẹ nó sợ chết, rồi thành thử nó ra hoa kết trái để cho nó lần cuối cùng đó. Nhưng mà sự thật mình cạo nó vậy nó không có chết. Làm thử đi, nó cũng cái mẹo của mình biết được. Cạo vỏ xanh ở ngoài dòng cây là ảnh ra hoa có trái liền. Đổ xi măng lên vậy thì trời nắng mùa hè nó hơi nóng, nhưng mà không sao quý vị, xả nước một cái là mát liền à. Chịu khó xả nước là mát. Nhưng mà đổ xi măng lên nó rất là sạch sẽ so với ban đầu.
nhìn thấy ứng chạy đậu luôn á. Giờ lên rồi thấy gọn ghẽ, sạch sẽ, mát mẻ. Ok, giống như mình nói đó quý vị, không bao giờ không nhớ ơn quý vị ủng hộ mình đâu. Like, view, share và đăng ký. And cái đó cũng là cái ủng hộ và nó support kênh của chị Nhung, của Nhung Phan Cuộc Sống Mỹ. Vài bữa nó có rảnh nữa mình đi quay rộng rãi ra ngoài ở khu vực mình ở. Thí dụ như ở đây Texas mình không quay được ở Cali đâu quý vị. Cali nó có mấy anh với chị mà nó quay rồi, với cái YouTube giờ lợi hại lắm, mình nằm ở nhà mình coi được nhiều kênh, nhiều clip của cả thế giới. Mình coi những cái hoạt động bình thường của xứ sở đó với cái địa danh đó. Đó cũng là cái hay quý vị, chia sẻ. Tính cho những cây nào mà bự xuống, thí dụ như cây nhãn nè, cây sapoche hoặc quảng cầu lớn này, mấy cây này xuống thôi. Chứ không có cho mấy cây nhỏ vẫn ở trong chậu. Cây quảng cầu này buộc phải thụ phấn nó mới có trái nè, mà hôm nay chưa rảnh lại làm. Cây này thì có được trái là tự nó có thôi chứ mình cũng chưa. Cây này cũng chưa có luôn. Ok, chương trình mình tiếp tục ra. Bây giờ mình tháo hộp cái bầu ra, mình câu dây rồi mình tháo. Giờ mình đi dây lại.